Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Anh Thư, công tác trong ngành y được hơn 10 năm nay. Từ kinh nghiệm chuyên môn của mình, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một ít thông tin về chất xơ và lợi ích của chất xơ đối với cơ thể của chúng ta. Chúng ta cần phải biết rằng chất xơ là gì. Đó là những thành phần mà cơ thể chúng ta không thể tiêu hóa được, và bởi vì chúng ta thiếu cái enzyme phân hủy những cái carbohydrate từ chất xơ đó. Lâu nay chúng ta vẫn nghĩ rằng carbohydrate là một chất để tạo năng lượng chính cho cơ thể. Tuy nhiên carbohydrate từ chất xơ thì nó chỉ tạo ra một nguồn năng lượng nhỏ thôi. Và thông thường chúng ta cứ nghĩ chất xơ là một chất nó có vẻ như là không có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên thực ra khi mình phân tích thì mình sẽ thấy được là chất xơ nó có một cái vai trò đáng kể trong đối với cơ thể của chúng ta. Chúng ta có hai loại chất xơ, đó là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan có nghĩa là nó có thể tan được trong nước tạo thành một cái thể rau. Chính nhờ đặc tính này mà nó làm cho phân của chúng ta mềm hơn và nó dễ dàng di chuyển hơn, giúp chúng ta chống được tá bón. Ngoài ra nó còn có thể làm giảm một cái lượng cholesterol xấu của cơ thể, đồng thời nó giúp cho cơ thể chúng ta tăng cường cái độ trao đổi chất, và có nghĩa là nó làm chậm cái quá trình tiêu hóa lại và nó làm cho chúng ta tăng một cách tối đa cái sự hấp thụ thức ăn, do đó nó có thể điều hòa được cái đường máu của cơ thể. Còn đối với chất xơ không hòa tan thì nó sẽ đi theo chúng ta từ đầu đoạn tiêu hóa cho đến cuối cùng, và cái vai trò của nó thì nó sẽ làm tăng cái khối lượng phân và đồng thời nó sẽ kích thích cái nhu động ruột. Nó cũng góp phần rất lớn cho cái việc chống táo bón. Và chúng ta nói một chút về hệ vi khuẩn đường ruột thì trong cơ thể của chúng ta luôn luôn tồn tại song song hai hệ, có nghĩa là các vi khuẩn có lợi và các vi khuẩn có hại, và ngay tại đường ruột chúng ta sẽ phải cân bằng hai hệ đó. Và vai trò như thế nào, chúng ta cân bằng bằng cách nào, thì chúng ta phải nói đến cái vai trò của prebiotic và probiotic. Lâu nay chúng ta vẫn được biết probiotic, hay nghe nói đến probiotic, đó là những cái vi khuẩn có lợi, người ta gọi là lợi khuẩn, và nó sẽ nhiệm vụ chính của nó đó là lên men các chất xơ để tạo ra cái sự cân bằng. Chính vì vậy cái prebiotic đó là chất xơ và đó là thức ăn của các vi khuẩn này, hay mình có thể nói ngắn gọn hơn, prebiotic chính là thức ăn của probiotic. Chính nhờ có prebiotic sẽ làm cho cái hệ vi khuẩn có lợi này nó phát triển, nó được tồn tại và nó làm cân bằng một cách thỏa đáng giữa cái hệ vi khuẩn có lợi và hệ vi khuẩn có hại trong cơ thể của chúng ta. Như mình đã chia sẻ nãy giờ thì chúng ta có thể thấy được là cái chất xơ nó có vai trò có lợi như thế nào đối với một số bệnh, đó là bệnh tiểu đường, vì nó có thể ổn định được mức đường huyết, nó làm giảm cái cholesterol xấu, do đó nó có lợi cho một số bệnh lý về tim mạch, nó góp phần vào cái việc ổn định cân nặng của chúng ta. Có một số nghiên cứu thì cho rằng chất xơ nó có vai trò đối với bệnh phòng ngừa bệnh lý ung thư đại trực tràng. Cơ chế thực sự vì sao thì người ta vẫn chưa được biết đến. Tuy nhiên có một số giả thuyết họ cho rằng chính vì cái tác dụng chống táo bón, do đó mà cái những cái chất độc nó không thể tồn tại lâu trong cơ thể được của chúng ta đủ thời gian để có thể gây ra được những cái đột biến hoặc là những cái có hại gây nên các bệnh ung thư đại trực tràng. Và một giả thuyết khác, trong cái quá trình kích thích cái hệ miễn dịch tại đường ruột, nó điều hòa cái phản ứng viêm và nó bảo vệ cho cái hệ những cái tế bào ở đường ruột của chúng ta không bị tổn thương để có thể đủ để có thể phát sinh ra được bệnh ung thư đại trực tràng. Và khuyến nghị các tổ chức khoa học về cái nhu cầu chất xơ như thế nào, người ta nghiên cứu rằng một nhu cầu hàng ngày của phụ nữ, nhu cầu hàng ngày thì cần là khoảng 25g chất xơ mỗi ngày, đối với nam thì là 38g mỗi ngày, trung bình cho tất cả mọi người thì khoảng là 23g mỗi ngày. Và từ đó người ta quy ra rằng là một ngày chúng ta cần phải ăn được 3 bữa rau và 2 bữa trái cây. Tuy nhiên do cái lối sống rất là bận rộn hoặc là do ít để ý đến chế độ ăn mà chúng ta hầu như là không thể bổ sung đầy đủ cái chất xơ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và đối với người trưởng thành. Do đó việc bổ sung thêm chất xơ từ các sản phẩm bên ngoài cũng là một khuynh hướng. Và theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ là mình vẫn có thể bổ sung để làm cho cái hệ đường ruột của chúng ta ngày càng hoàn hảo hơn. Vậy cái sản phẩm Prebiotic Fiber Drink của Oriflame có gì? Đó là 6 nguồn chất xơ tự nhiên, đặc biệt là thành phần inulin và fructooligosaccharide được chiết xuất từ rễ của cây rau diếp xanh và củ cải đường. Nó có thể hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của chúng ta mỗi ngày. Đây là sản phẩm không chứa gluten. Gluten là một chất mà đối với một số cái cơ thể nhạy cảm thì nó có thể gây ra được một số cái triệu chứng của đường tiêu hóa như là chướng bụng, đầy hơi hoặc là tiêu chảy, vân vân. Sản phẩm còn là sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thực vật, do đó nó là sản phẩm thuần chay.
Và sản phẩm này hoàn toàn không chứa các thực vật biến đổi gen và chúng ta có thể bổ sung bằng cách uống 1 đến 2 lần mỗi ngày. Chúng ta có thể sử dụng sản phẩm bằng cách pha mỗi ngày 1 muỗng rưỡi bột prebiotic với 250ml nước. Vị rất là thanh mát, dễ uống. Chỉ cần những bước đơn giản như vậy thôi, chúng ta đã có thể bảo vệ cho hệ tiêu hóa của mình một cách hoàn hảo.